Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh của mình Dân Cày TV. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm lấy cuộn Mythic bằng cách đánh con Leviathan. Đó, nghe tuyệt vời không? Thì cái cuộn Leviathan, cái đánh Leviathan này đầu tiên em cũng đã biết rồi. Chúng ta cần một cái hàng chữ, là cái hàng chữ ở cuối con Spicy này. Ở đây nhấn vào đây, phần này sẽ tốn khoảng 4-5.000 điểm ép hay 6.000 gì đó để em mở khóa được cái Leviathan out there, để đem được cái búp nha anh em, búp để lấy Leviathan. Nếu mà không có cái hạn chữ này á, là nó sẽ bị giảm tỷ lệ xuống 1% xuất hiện đảo thôi. Nếu mà có cái tỷ lệ á, có cái búp này á, thì sẽ được 50% chẳng hạn. Đó, thì như vậy đó. Thì mình sẽ dẫn các bạn kiếm. Thì do là dạo này mình biết cách cao đao rồi, nhưng mà mình kiếm được chỉ có khoảng 5 con thôi. Đó, 5 con. Thì mình có unlock được cái cụ Mythic ở đây mà. Rồi, cái cụ Mythic nó tìm kéo dưới không, cái cụ Mythic mình còn đây mà mình không có xài đâu. Đây cụ Mythic score đây đó, mình vẫn chưa dùng đến nó nha, để mình để tiết kiệm á, cái gì mới mình dùng lần một luôn cho nó tiện ha. Chủ yếu là mình nói những cái lưu ý cho anh em thôi, chứ mà còn về cái sắc cách săn Leviathan này con nó biết rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay, let's go. Rồi thì bây giờ lưu ý nhất là các bạn muốn săn được Leviathan thì các bạn phải có dòng chữ Leviathan out there. Và tất cả 5 người bạn hay 6 hay 7 người bạn, các bạn đều phải vậy. Vì nếu một người không có, ví dụ bây giờ mình đi 5 người mà một người trong chổng không có, thì nó sẽ không bao giờ ra Leviathan được. Nói chung là tất cả các bạn phải có được dòng chữ Leviathan out there. Và thứ hai là nếu mà muốn countdown, gọi là muốn xuất hiện dòng chữ đó nhanh đó, các bạn buộc phải đi săn như thế này như mình. Đó, hiện tại là 6 người đang đi săn nè. Để làm chi? Để khi các bạn đi săn á, nè, không săn cái thuyền này nha. Chỉ săn gọi là săn những con cá mập ở Terro nè, Cibit nè, nói chung là những con cá với lại cái thuyền ma thôi. Đó, ba cái đó là sẽ được hồi lại cái phần spicy rất là nhanh. Thì mình đã thử nghiệm rồi. Mình ở trong server 24 tiếng hay là 12 tiếng cũng vậy, nó không cao đao. Và trừ khi mình đánh một khoảng 5 đến 6 con Terro và khoảng 3 đến 4 hay 6 con Cibit á, thì đã hoàn toàn gọi là cao đao được. Nói chung kết luận rằng á, là các bạn cứ đánh thoải mái, đánh liên tục cho mình, chừng nào có nó cao đao thì các bạn săn Leviathan là thành công ha. Và lưu ý cuối cùng mình cho anh em á, là anh em mua, khi mà anh em muốn mua, đây mình có một con Leviathan ở đây, thì nên khi nào anh em muốn mua mà cái spicy á, anh em nên mua cùng nhau, tức nghĩa là anh em nên chia đều nha anh em. Ví dụ có 5, mình nhớ không nhầm 5 lần mua, thì anh em khuyên anh em cho làm cho mình là 5 lần 5 người mua nha anh em, cho nó chắc ăn. Chứ một mình anh em ôm hết á, mình đã thử nghiệm rồi, mình ôm hết một mình khoảng 2 đến 3 trận, nó không thể, có không gọi là nó ít, cái tỷ lệ nó ít, nó không ra bằng khi mình hùng nhau lại ha. Rồi, và lưu ý cuối cùng cũng là lưu ý quan trọng nhất là đừng bao giờ đi xa quá. Đi cho mình là đi khoảng 4.000 đến 3 đến 5.000 mét thôi, đừng đi 6.000, 7.000, 8.000. Rồi lúc đó anh em đi tìm nhầm vòng nó cũng không mãi mãi không thấy đâu. Mình đã thử rồi anh em, mình đã đi 10.000 mét, mình đã đi 20.000 mét, nó vẫn không bao giờ ra. Chứ khi ra là mình thấy ra nhiều nhất á, là trong vòng 4.000 đến 5.000 mét thôi, chứ không có vụ mà ra từ 6.000 đến 7.000 mét mình chưa thấy nha. Chứ mình không biết, mình nói cho mình không biết là 6.000 mét có ra hay không, nhưng mình chắc là 4 đến 5.000 mét mình thấy ra nhiều. Đó, đó thì ý nghĩ của mình. Và cái đơn vị lo tường chúng ta sẽ tính từ Tiki ra biển nha, chứ không phải tính gì hòn đảo nào khác. Tiki ra biển là hòn đảo mới ra biển, anh em nhấn vào cái la bàn có sự nhận nhiệm vụ, anh em nhấn vào đó là nó sẽ chỉ đường cho anh em cách bao nhiêu mét, nó sẽ hiện hết vào đó ha. Rồi, và chúng ta tới phần tiếp theo nào. Rồi thì tiếp đến, đã săn Leviathan xong là chúng ta đã một nửa update của chặng đường Blockfoot rồi. Thì nếu mà các bạn muốn lấy trái quỷ nhiều á, thì chúng ta sẽ có những địa điểm spawn mà rương là hợp lý nhất dành cho anh em luôn. Ok chưa? Thì cái chỗ mà mình thấy spawn rương đen á, cái rương đen anh em đã biết rồi, thì cái rương đen á anh em có thể lấy được bon nè, fruit. Thì fruit nó là auto, hình như mình nhớ, không biết nha, mình không biết nha, là như nó auto ra cái nào ta, là trái gót nha anh em. Mình thấy auto cái trái gót là nhiều. Còn mà nếu các bạn muốn mà random với những cái trái mà xịn xịn á thì dùng bon, đúng không? Rõ ràng. Thì cách farm bon hiện tại bây giờ là nếu mà các bạn muốn farm bon thì bạn qua kia farm grip. Nhưng mà farm grip mình thấy rất là lâu, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn farm gọi là gương đen ha. Đó, vừa mới vào là thấy liền, vừa mới vào server, vừa open server luôn. Nè lụm này. Ờ nó không qua chết quỷ cho mình rồi, mình quýnh mấy con này ha. Đập mấy con này. Đó, bon rất là nhiều, được chết god food nè.
Ngon chưa, ngon chưa? Đó, auto mình thấy auto được drop foot nha, nên mình nói như vậy. Thì cái chỗ mà Sebon á thì mình thấy cái chỗ cây sồ là nhiều, cây sồ với mansion nha anh em, hai chỗ đó mình thấy Sebon cực kỳ nhiều luôn. Đó, cứ dò dò full map này nè. Đó. Cứ địa full map như thế này. Thấy không? Cứ địa như thế này và có thì qua đây nữa cũng được. Đây cũng có mấy cái rương đúng không? Không nhầm là vậy. Nè, cũng có mấy cái rương nè. Đó, lâu lâu nó sẽ xuất hiện ha. Thì cái rương đen này mình không biết là cái một mình thấy hay là tất cả mọi người đều thấy, nhưng mà mình để ý là hình như là có tỷ lệ một mình thấy thôi, cho nên là các bạn cứ cứ săn thoải mái ha. Ừ, cho nên là cứ qua xe vào đường săn thoải mái, không ngại gì cả. Rồi, ok, và đó là toàn bộ ngày hôm nay mình chỉ nói toàn bộ update Lockwood 20 và thêm cái nữa là cách săn Lay Vida này cho anh em luôn. Đó, anh em cứ làm theo và có thể thành công ha, chắc chắn là thành công rồi. Ok, bye bye và chúc anh em có ngày vui vẻ nha.